Chào các bạn trên cây cảnh. Vậy là miền Bắc Việt Nam đã trải qua một đợt hanh khô rất hại đối với các cây chúng ta vừa dâm trồng. Tuy nhiên, các bạn quan sát một số cây của mình. Đây là một cây xương cá ngày xưa mình cắt bỏ đi và làm lại từ đầu. Sau nó có bộ gốc lũa cũng khá hay. Cây này mình mới chuyển đất. Các bạn đã biết khi mình dùng chất trồng, mình hay dùng bằng rác, cho nên khi mình dâm, mình phải để khá cao. Sử dụng các loại be, ví dụ như là một lốp xe máy, mình be lên, để cho một thời gian nó lún xuống là vừa. Thì mình vừa thay đất xong, vừa rồi cách đây chắc có tầm 20 ngày, mình đã bấm sửa. Khi nó mọc rậm lên, mình đã bấm sửa. Sau một thời gian ngắn, bây giờ nó đã mọc như này, xanh mà trong khi đó các bạn nhìn đây là chậu cạn nhé. Đây là một cái chậu cạn, một thời gian đã xanh chính là tác dụng của cái chất trồng bằng rác. Thì hôm nay mình sẽ có một cái đối chứng so sánh rất là cụ thể. Một chất dâm trồng bằng rác và chất dâm trồng bằng cát, đó là cách dâm trồng truyền thống. Thời gian cuối mùa thu là thời gian chúng ta sửa cây rất là phù hợp, bởi vì nó trải qua một thời gian mùa thu. Khi cây nó mọc được một lượt lá thì sang mùa đông, cây bắt đầu nó săn, nó chắc lại. Nó đến Tết chúng ta chơi rất là đẹp. Tuy nhiên mình không có thời gian, bận việc gia đình, đi làm rồi làm vườn nữa, chứ không có thời gian làm cây. Chỉ làm được vài cây thôi, ví dụ như cây này. Cây xương cá là cây mình thay đất nhé. Còn cây này là cây dáng long, làm theo dáng cổ các bạn ạ. Thất hiền. Cũng vừa sửa chứ được một thời gian. Và các bạn nhìn đây, cây này là cây năm ngoái mình dâm ủ tập thể bằng cát, sau đó mình chuyển sang dâm riêng. Mình đã quên mấy ngày, héo khô rồi mình dâm lại vẫn mọc bình thường. Sau một năm, các bạn nhìn thấy đã tạo thành cái form như vậy rồi. Thôi thì nó rất đơn giản, nhưng để đa phong cách các bạn nhìn này, cũng là chất trồng bằng rác. Một năm, hơn một năm đã tạo được form dáng, vừa mới thay đất, bây giờ đẹp như này. Còn đây là cái cây dưới mình chuyển vào đây. Vì như mình đầu video mình nói mình rất là bận, cho nên mình không có thời gian mình sửa, mình làm, các bạn nhìn nhé. Tưới này. Ui. À, cái này là một hòn đá. Mình che vào để cho nó đỡ lún. Đất khá ẩm các bạn nhé, đất này khá ẩm. Còn đây là cây dưới mình khai thác ở trên Hữu Lũng của Lạng Sơn. Khu gần mà cái đường đường đấy gọi là gì nhỉ? Hữu Lũng, Chi Lăng, chưa đến Chi Lăng, mãi bên này gọi là cái gì ấy? Đồng Mỏ, không phải. Đấy. Hơn một năm mà đã tạo được form dáng như vậy. Và đây là một chậu rất cạn nhé các bạn nhé. Khi mình thay cái này mình quay video chia sẻ với anh em và các bạn, mình cũng chuyển lên chất trồng bằng rác cho nên mình phải để cao. Như vừa rồi mình sửa dăm, mình sửa khi nó mọc cũng giống như được cây xương cá bên kia. Khi nó mọc rồi bắt đầu mình sửa, và sửa mình đã bỏ hết chất trồng ở trên ra, mình dội, mình dùng nước mỗi lần tưới mình xả thẳng vào đây. Mới đầu thẳng nó hơi treo dễ, về sau mình thả thẳng lên trên nó dội xuống. Các bạn nhìn này, dễ bung ra không còn bao nhiêu mà cây phát triển rất là đẹp. Vậy đây chính là tác dụng của chất trồng bằng rác các bạn ạ. Đây, kể cả bên này. Ôi giời, hôm qua cả một kho sách các bạn ạ, bị mối đục hết. Hôm nay bê ra đây là mối ra đã. Mình vẫn chưa lấy sách. Đấy. Tại sao các bạn? Anh em xem kênh YouTube của mình từ anh em làm vải đến anh em làm cây cảnh đều thấy mình có một lượng kiến thức rất là nhiều, bởi vì mình là người chịu đọc. Đây, cây này cũng thế. Đây, chất trồng bằng rác đây các bạn nhìn này. Đấy. Một thời gian rất dài mình không tưới, hanh khô. Đây, khi mình mới chuyển chậu, thay chậu hoặc là mình cần nâng rễ lên thì mình cho đất phủ lên. Như thời gian khi mình sửa dăm mình lại tới xả ra, xong thời gian mình lại cho rễ vào để cho ép rễ nó phủ xuống. Tất cả những cây này mình làm một thời gian vừa rồi. Đây, cây này cũng làm cái dáng gọi là dáng cổ thôi. Tiếp theo sang cái chất trồng mà phổ thông nhất. Cùng là mình trồng, cùng là mình tưới, cùng là mình chăm. Đây, chất trồng bằng cát đây. Vì cây này khi mình dâm bằng cát và mình chưa kịp cho vào đất cho nên mình cho ở đây. Các bạn nhìn đã thấy lá nó tối vào, đúng không? Lá tối hết lại. Tối om. Và cũng tới giống nhau như các bạn nhìn này. Úi dồi ôi. Tối này nó khô quá các bạn ạ. Khô khô như độ này này. Đấy.
Vậy cát ưu điểm của nó chính là rất thoát nước nhưng mà nó khô rất nhanh các bạn ạ. Khô hết rồi, nhưng bây giờ phải tưới đây các bạn ạ. Đấy. Thì vấn đề mà chất trồng bằng rác, chắc mình là người duy nhất trên thế giới sử dụng chất trồng bằng rác và cũng rất hiệu quả. Hiệu quả lắm các bạn ạ. Thì hôm nay mình chỉ cập nhật lại những cây phôi đã gọi là thành phẩm và bán thành phẩm. Đấy, gọi là bán thành phẩm. Dậu trồng bằng rác cũng hết sức tốt. Nếu chúng ta dâm bằng rác thì cũng được 2-3 năm các bạn ạ, được 2-3 năm. Còn dâm bằng đất nung thì tốt, tuyệt vời. Còn chúng ta dâm bằng chất trồng mà đa gọi là phong, mình xin lỗi, gọi chất trồng mà gọi là phổ thông nhất, đó là đất màu, đất màu, phân và xỉ than, thì chất trồng đấy là chất trồng phổ thông. Còn mình thì mình chất trồng bằng rác. Rác của mình thì nó vô cùng phong phú rồi. Bây giờ chuẩn bị, mình đến thời gian mà cuối mùa thu đầu mùa đông mình lại chuẩn bị bừa vườn thì lại nó lại là cả kho vô tận. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình cập nhật một chút về các chất trồng của mình. Mình cơ bản là mình rồi mình làm một chút việc gia đình. Rồi mình trồng làm vải. Cơ bản bây giờ đã ổn. Thì thời gian bây giờ là hôm nay là ngày 10 thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024. Tức là ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thìn. Trước lập đông khoảng độ hơn 20 ngày. Vậy lập đông là ngày mùng 7 tháng 11. Cũng là ngày mùng 7 tháng 10. Thì từ mai bắt đầu mình bỏ ra khoảng độ, từ mai mới bắt đầu mình làm cây cảnh. Thì làm cái nào xong hết, mặc dù hơi muộn một chút, nhưng thôi làm được đến Tết. Còn cây này mình chưa lọc mầm. Một số cái cành ghép vào rất là to cũng đã mọc. Đấy, mình chưa xem lại như nào. Và thậm chí một số cành bị gà đạp đổ hết rồi. Bởi nhà mình nuôi gà. Đáng nhẽ cái này chúng ta phải lọc mầm sớm hơn, nhưng mình quá bận các bạn ạ. Thôi mình dừng video nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn chơi cái cảnh luôn có những cái biện pháp kỹ thuật, luôn tìm những chất trồng làm sao nó phù hợp nhất để chúng ta dâm trồng cây được mọc tốt, sau đó tạo hình tốt để chúng ta thỏa niềm đam mê ước muốn của mình. Mình dừng video tại đây để còn tưới cây nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.